Vừa qua, mẫu xe tay ga Yamaha Eagle Gear 2022 đã chính thức được tung ra tại thị trường Malaysia. Được nhắm tới phân khúc bình dân, Yamaha Eagle Gear 2022 sẽ đến tay người dùng với mức giá rất dễ chịu ở mức 5.419 RM, khoảng 29,5 triệu đồng, chưa bao gồm thuế đường bộ, phí bảo hiểm và đăng ký xe. Yamaha Eagle Gear 2022 được trang bị hệ thống đèn pha LED hiện đại, đèn định vị được bố trí đặt ở hai bên trên dàn áo của xe. Bên cạnh đó, xe sở hữu cụm đồng hồ với giao diện đơn giản, dễ nhìn hiển thị các thông tin cơ bản như tốc độ, quãng đường di chuyển, mức nhiên liệu, đèn báo hiệu. Phía trước Yamaha Eagle Gear 2022 còn được thiết kế hộc nhỏ chứa đồ cá nhân, cổng sạc USB để sạc smartphone khi cần, đèn cảnh báo nguy hiểm và sàn để chân được làm bằng vật liệu chống trượt. Đuôi sau xe có khá hiện đại với hai đèn xi nhan nhô ra hai bên. Về sức mạnh, Yamaha Eagle Gear 2022 được trang bị động cơ xi lanh đơn, dung tích 125cc loại DOHC kết hợp với EFI, với tính năng dừng ngắt động cơ và hộp số Eagle. Động cơ này sản sinh công suất 9,38 mã lực tại 8.000 vòng trên phút và mô men xoắn 9,6 Nm tại 5.500 vòng trên phút. Yamaha Eagle Gear 2022 mang đến thêm một sự lựa chọn cho phân khúc xe tay ga bình dân. Yamaha Eagle Gear 2022 đi kèm với hệ thống phục ống lồng ở phía trước và bộ giảm xóc ở phía sau. Cùng với đó là hệ thống phanh đĩa thủy lực đơn ở phía trước và phanh tang trống ở phía sau. Bánh xe kích thước 14 inch với lốp xe trước 70-90 và lốp xe sau 90-80. Dung tích bình xăng đạt 4,2 lít. Hiện, Yamaha Eagle Gear 2022 cung cấp 3 tùy chọn màu sắc gồm màu bạc, đỏ và xanh lam. Khi về Việt Nam, Yamaha Eagle Gear 2022 có thể xem như là một lựa chọn đáng cân nhắc bên cạnh mẫu xe Honda Vision.